Anh em coi mình cá nó bự rồi nè. Mẹ đổ nước lên mình nó tưởng thức ăn mẹ bu rồi. Coi này, coi cá nó bu nè. Nó tưởng mình gãi đồ ăn xuống cho nó. Hai bé ngốt không à, nó nuôi bé nuôi tiền không nó nhiều. Mấy bạn biết không có đồ ăn mày hết lên rồi à. Mấy mình cá ào hồi nãy liền xuống hai con dán gì á, nhưng mà nó bu lại bắt thì táo dục xuống. Wow, đúng thằng cô hết dán rồi. Lát lát nữa ông ấy không chở đồ ăn quay em thẻ xuống nó bù lại cho coi. Con này chắc nó quen với lại mình luôn rồi, hết sợ. To quá, nó tưởng gót xuống bu à. Thôi tụi má làm cái chấm cái điện thoại dưới đây một cái đi cầu nghĩa á. Mấy cái lừa nó bị nhiều. Cái này mày có giá thiệt, thẻ xuống nó làm dữ lắm. Chưa được đó đó đó. Gãy mà nó gãy chứ mấy gương mình trái nữa chứ, mà nó gãy cái gương mình phải thì đỡ cái gương mình trái đi đỡ đỡ. Cái gì cái tên này, cái gì cái tên này. Cái tên anh cái này mấy trăm con mấy nuôi nó bán mà mày nghĩ sao mày. Cái này mình bảo nó ăn thiệt chắc nó buồn quá. Sinh sản nhiều lắm không? Quan bé nó bị khùng. Đó giờ buồn. Ờ khùng. Ừ. Bắt được con nào không? Nó bò chứ hồi cái đống à. Nên nó tát tay luôn nè. Tát tay luôn hả? Ồ à, quân nó ăn tay thiệt luôn nè, không nở. Ghê hôm gì? Mấy này đói lắm sao vậy? Nó rỉ luôn rồi. Hèn chi ở bên kia nó xác chết rồi nó mất miết. Tìm xét không ra. Đáng sợ thì chứ. Ồ quốc. Gì vậy? Nó nó đóng kia. Có con gì cho nó ăn hả? Nó ăn cái này á hả? Thấy không? Cháu đặt không? Cháu nấu rồi không? Cháu lấy bình dưỡng, cháu bình dưỡng nè. Nó nấu rồi nó vừa quá à. Nó vừa quá. Nó bán thùng thì bao nhiêu tiền nghe không? Lấy không. Ta không hả? Ta không. Cái gì cũng đỡ rồi. Mấy con cá này nó ăn chay. Đó, nè cháu kìa. Có cái thùng dán nữa mày không?
có hôm trước cái thùng lòng như nó ăn nha. Cho mình là phụ nữ nào mà chị vậy? Ồ, ừ, cái gì vậy? Oh, wow. Nhìn cho mấy con kéo bên trong ấn quá. Nó bù khúc này không hả em? Ờ, nó ăn quen hả? Đặt lên dưới. Này nữa tại sao nó cắn tay luôn mà. No, hơi quậy như nãy rồi. Nãy nó rồi nó xuống như là cái món chay á. Nó làm gì mày? Ở chết mẹ quên cho con chó con kia ăn rồi. Chút quá rồi. Trái vậy. Để cho nó ăn cuối cùng rồi. Nó yên hết rồi. Yên bị vậy thôi. Chán à. Có cột con kia á. Vô trong. Giờ nó đưa thùng xuống hút lên dính con nó. Giờ thì cầm thùng chút lên cho nó không dính nào. một ngày nang bao nhiêu thùng không? Hai thùng cháo với thùng lòng nè. Lòng tròn tròn luôn. Trời ơi, cái gì đó nè, cái lòng nó xí vô chúng nó muốn thích cho nó à. Trời ơi. Lòng này. Lòng hay lòng ghẹ ta? Lòng ghẹ. Chút xíu thì cung nữa là chút chung, chút một cái cung đi ra cho nó chơi ra luôn nha này. Món này nó xí hết rồi. Đuôi cắt miếng thì hết. Nó cắt phần vừa. Mấy tròn bạc gì kia. Nó giống cái nó cũng tự tự cái giò ở trong miền Tây vậy á. Nó kéo lòng xuống luôn kìa. Họ kéo lòng đi nè. Một ký luôn. Đóng cửa sao vô. Ông
đi không sao, nó không sao đâu, con đó nó hiểu. Bảy cái chè ham ăn. Nó đè lại nhau nổi lên nước luôn nợ. Nhưng mà này, cái này đi ra xong câu câu cũng lộn mắt luôn được con cái chè. Nó nằm dưới sành không thôi. Đó, bye các bạn nha. Mình nghĩ là mình kết thúc video ở đây. Tạm biệt các bạn nha. Nó cũng hết lòng rồi.